Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thủ thuật 2 cho ngày hôm nay ha. Thì trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ các bạn cái cách để ông ta mở cái phần đuôi mở rộng ở trên các tập tin nè, giống như là file WinRAR nè, là file Word, file Excel hoặc là tất cả các file những file cài đặt nè. Thì tôi sẽ mở cái đuôi mở rộng ra để ông ta làm một số việc để cho thuận tiện hơn nha các bạn. Thì đầu tiên á, các bạn sẽ truy cập vô cái deep PC nha các bạn. Chúng ta tắt đi nha. Vào deep PC. Thì chúng ta sẽ vào mục view nè các bạn. View. Ta chọn vào cái mục là option ha. Ba chấm đi. Ba chấm đi các bạn, ba chấm đi ha. Thì chọn vào option ha các bạn, option. Thì trên đây chúng ta có một số mục như là enroll view và sun. Ta click vào cái tab là view nè các bạn. Thì chúng ta sẽ chọn vào cái mục như là mục thứ hai các bạn ha. High extension for count file type nè, click vào đây. Chúng ta ấn apply. Thì chúng ta sẽ quay lại cái phần download hồi nãy. Thì tất cả các file tôi đã hiện lên cái đuôi mở rộng này các bạn thấy không ạ? Là Adobe Photoshop.ra nè, đây, một file là cái file Word nè, hiện lên file .docx nè. Và file Excel nè, XLS nè. Rồi file PDF nè, .pdf nè. Rồi ok. Như vậy tôi đã chia sẻ các bạn thành công cái cách để chúng ta mở rộng cái đuôi của các tập tin đã rồi. Rồi, xin chào tất cả các bạn ha. Chúc tất cả các bạn thành công nha. Hy vọng những chia sẻ này rất hữu ích với các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để nhận được những chia sẻ tiếp theo nhé.